Nhận định bóng đá Cornella với Barca. 3 giờ ngày 22 tháng 1, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Vừa để thua đau đớn ở chung kết siêu cúp Tây Ban Nha, Barcelona chắc chắn sẽ xả giận lên một Cornella yếu ớt để giải tỏa tâm lý. Cập nhật thông tin, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ở Cúp Nhà Vua vòng đấu trước, Cornella đã tạo ra cú sốc lớn khi bất ngờ đánh bại Atletico để thẳng tiến vào vòng tiếp theo. Phải nhấn mạnh rằng, đoàn quân của huấn luyện viên Diego Simeone đang là đội vô địch lượt đi La Liga mùa này. Với lối chơi công thủ rất toàn diện, chiến công của Cornella trước Atletico đã biến họ thành hiện tượng ở Cúp Nhà Vua. Ở trận đấu đêm nay, đội quân của huấn luyện viên Julio Fernandez đang có cơ hội để tiếp tục tạo ra một cơn địa chấn khác. Ở vòng 1/16, họ sẽ tiếp đón gã khổng lồ Barca, đội vừa để thua Bilbao 2-3 trong hiệp phụ ở trận chung kết tranh siêu cúp Tây Ban Nha 2020/21. Tuy nhiên, khả năng Cornella tiếp tục tạo nên bất ngờ ở Cúp Nhà Vua năm nay là rất khó. Sau trận đấu với Atletico, bí mật của đội bóng hạng ba này đã bị lộ. Barca chắc chắn đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về đối thủ hạng lâu này trước chuyến hành quân đến sân của Cornella. Chưa kể, đoàn quân của huấn luyện viên Fernandez cũng đang không có phong độ thực sự ấn tượng sau pha quật ngã Atletico khi họ bị cầm hòa trong cả hai trận gần đây. Trong khi đó, Barca thiếu vắng nhiều trụ cột, đáng kể là trường hợp tiền đạo Lionel Messi bị treo giò. Tuy nhiên, đội bóng xứ Catalonia có lẽ cũng chẳng quá băn khoăn vì điều đó, bởi dẫu sao huấn luyện viên Koeman cũng chỉ định tung ra đội hình về đêm nay. Phải nhấn mạnh rằng huấn luyện viên Koeman đang sở hữu đội hình rất có chiều sâu, với nhiều cầu thủ dự bị chất lượng như Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Zeguiuipuig, Perry, Maren Bredwatt, Francisco Chicao. Với đội hình có đẳng cấp vượt trội, lại nghiên cứu khá kỹ về đối thủ, nhiều khả năng Barca sẽ tránh được vết xe đổ của Atletico. Lối chơi phản công của Cornella khó lòng phát huy hiệu quả trước một đối thủ già dơ, lại có khả năng cầm bóng cực tốt ở khu trung tuyến. Rất có thể trận này sẽ diễn ra theo thế trận một chiều. Có thể xem chuyến hành quân đến sân của Cornella đêm nay là cơ hội để các cầu thủ dự bị của Barca ghi điểm trong mắt ông thầy Koeman. Do vậy, chắc chắn họ sẽ rất quyết tâm thi đấu để giúp đội bóng xứ Catalonia giành chiến thắng bằng mọi giá. Cũng phải nhắc lại rằng, sau khi để mất siêu cúp Tây Ban Nha vào tay của Bilbao, Barca đang rất cần một chiến thắng để tạo cú hích tinh thần cho chặng đường sắp tới, đặc biệt trong nỗ lực trở lại với cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này. Nhìn chung, rất khó xảy ra bất ngờ trong trận đấu đêm nay. Đội hình B của Barca nhiều khả năng sẽ chặn đứng hiện tượng Cornella bằng một chiến thắng thuyết phục. Dự đoán Cornella với Barca: 0-1.